Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Quang Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới trong ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, và hy vọng là nhiệt độ sẽ giảm mạnh vào ngày hôm nay trở đi. Thảo Yên, hôm nay đỏ. Không đỏ lắm thưa quý vị và thưa anh, có vẻ như là đỏ hôm qua tí thôi, hôm nay thì cũng phải 96 độ ở tại Westminster, còn từ khúc Anaheim đi dần lên thì hôm nay cũng phải khoảng 97-98 độ. Qua hết hôm nay đó thì họ nói là cái luồng khí nóng, cái heat wave đợt này chính thức nó đi là vào lúc 8 giờ tối nay thưa quý vị. Thì họ nói sau 8 giờ tối đó là bắt đầu cái gió mát nó thổi vào, thì qua đến ngày mai đó cái nhiệt độ nó rớt hơn mười mấy độ xuống còn có 80 mấy độ thôi. Và đến thứ tư là cái lớp marine layer từ biển thổi vào, thì thứ tư kéo dài luôn cho đến qua đến tuần sau đó, nhiệt độ trung bình chỉ có khoảng 76 cho đến 78 độ thôi thưa quý vị, rất là mát mẻ. Trong khi đó ở tại quận Cam ngày hôm nay nhiệt độ vào tối hoặc là sáng sớm ngày mai sẽ giảm, và đó cũng là một cái điều vui. Đến ngày hôm nay thưa quý vị thì vẫn còn 100, nhưng mà đến chừng khuya hoặc là đến sáng sớm ngày mai 71 độ, và ngày mai từ 91, và ban đêm bắt đầu từ ngày mai 65 độ trở lên. Đó, đây là một cái sự giải nhiệt rất là tốt. Nhưng mà nếu mà quý cư dân ở trên San Jose và theo dõi Little Sài Gòn TV thì quý vị cũng quá ư là vui trong suốt chiều tuần lễ qua. San Francisco, San Jose không bị ảnh hưởng bởi cái vòm nhiệt, vì lý do quận Cam nằm sát với khu vực sa mạc sang tới Arizona, cho nên phía nam bị ảnh hưởng rất nhiều về nhiệt độ nóng thường xuyên hàng năm. Nhưng mà vùng vịnh cựu Kim Sơn, tức là San Francisco với San Jose, thì nhiệt độ quá là lý tưởng. Đến giờ này mới có 63, hôm nay 81, mà nhiệt độ liên tục kéo dài nhiều tuần lễ qua. Thường thì ở trên San Francisco khác xa với quận Cam có khi lên tới 20 độ khác biệt. Ngày hôm nay cũng là một cái khu vực cháy, và các lực lượng cứu hỏa cũng như là tiểu bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho vùng San Bernardino rất sát với Fontana thưa quý vị và Highland. Đây là bản đồ, và quý vị thấy cái khu vực cháy nó ảnh hưởng lớn tới 20.000 mẫu Anh, 20.000 mẫu Anh, cái diện tích nó khoảng chừng 47 cái mile square park cộng lại. Quý vị thấy cái mile square park đối với một dặm vuông nó lớn đến như thế, thì 47 cái dặm vuông như vậy, đây là cái khu vực mà đám cháy hiện nay chưa kiểm soát được, bởi vì quá nóng, nhiệt độ 107 ở vùng Palm Springs là 117 độ ngày hôm qua. Ngày hôm nay cũng tương tự như thế. Và nếu quý vị nhìn vào bản đồ đó, thì cái khu vực đây là họ nói sáng ngày hôm nay khoảng 33.000 căn nhà và hàng một số những cái nhà dân sát ở cái vùng biên giới này đó là họ đã được di tản hết rồi. Nhưng mà nhìn trên bản đồ quý vị vẫn thấy có một số các khu vực nhà cửa ở đây. Đám cháy nó ảnh hưởng ngay cả cái khu nhà dân chỗ này cũng cháy. Đến sáng nay thì chưa thấy có tin tức liên quan tới thương vong, nhưng mà các cư dân dọc theo cái con đường này đó là hỏa hoạn, cỏ khô thôi. Vào những năm trước thì mùa đông đó, mưa xuống quá nhiều và cỏ nó mọc lên, không ai có thể mà dọn dẹp cả một cái vùng rộng lớn như thế. Và chúng ta biết ngay mỗi khi mà mưa lớn thì cỏ mọc lên, và chỉ sau vài tháng mùa hè tới là xảy ra những cái đám cháy tương tự như thế này. Tình hình tài chính ngày hôm nay thưa quý vị, Dow Jones lên được 476, tương tự như những gì đã xảy ra trong suốt vài tháng qua, có khi xuống thì dữ lắm và lên cũng nhanh trở lại. Và mối quan tâm về suy thoái thường được nói vào tuần lễ vừa qua,
không phải là recession, cái chữ nó nặng nề như vậy, nhưng mà giới đầu tư thì lo ngại công ăn việc làm không có được tăng nhiều, quỹ dự trữ liên bang không biết sẽ cắt giảm lãi suất như thế nào, khiến cho mối quan tâm vào tuần lễ qua. Cho nên thị trường tuần lễ qua, đặc biệt cái khu vực mà semiconductor, chip bán dẫn đó, là bị ảnh hưởng nặng nhất. Nasdaq ngày hôm nay cũng lên trở lại, nhưng quý vị nhìn thấy con số đó, có lúc lên tới 18.000, hôm nay còn có 16.811 thôi. Cho nên các công ty liên quan tới nghiên cứu AI cũng bị ảnh hưởng, và con chip điện toán đều bị ảnh hưởng. S&P 500 lên được 48 điểm và công trái phiếu 10 năm hôm nay là 3,7, bắt đầu cái khuynh hướng đi xuống. Dầu lên được 38 sen nhưng vẫn ở mức thấp 68 đồng lẻ 5 sen. Dầu xăng thì chưa thấy xuống. Cho nên quý vị thấy đó, dầu thì xuống rất nhanh nhưng mà xăng thì thường xuống rất chậm, có thể là trong tuần lễ này. Vàng xuống có 30 sen thôi, 2.524 đồng 40 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, cái vụ án mà Cole Gray tay súng 14 tuổi nổ súng ở tại Georgia đó, thì trong vòng cuối tuần qua, tờ Washington Post họ đã lấy được thêm một số những cái thông tin cập nhật cho thấy, thứ nhất đó là khoảng một tuần trước khi mà Cole Gray nổ súng đó, thì gia đình của cậu này, phía ông bà, nhưng mà bây giờ họ không, tại tin tức không có nói, không biết ông bà nội hay bên ông bà ngoại, đã có một vài lần gọi điện cho chính nhà trường, nói là Cole Gray bắt đầu có dấu hiệu về tâm thần. Và chính cái buổi sáng mà khoảng 30 phút ngày thứ tư tuần trước khi mà Cole Gray nổ súng đó, người mẹ của cậu là bà Marcy Gray đã gọi cho nhà trường, kêu nhà trường là đi tìm cậu này liền ngay lập tức. Thì bây giờ sau khi những cái tin tức này, một chút nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết hơn, cho thấy là bây giờ có một số cái câu hỏi họ đặt ra, nếu như nhà trường hành động mau lẹ hơn hoặc là nghe theo cái lời cảnh cáo của phía gia đình một tuần trước, thì liệu rằng cái vụ nổ súng này đã có được dừng lại kịp thời để không khiến cho 4 người bị thương, 4 người chết và 9 người bị thương hay không. Thì thưa quý vị, tờ Washington Post đó, họ tìm được một cái người, họ nói là dì của Cole Gray. Bà này tên là Annie Brown, bà tự nhận là em của bà Marcy Gray, thì không biết là cousin hay là em ruột hay sao. Thì bà nói là cái buổi sáng hôm thứ tư, quý vị cũng nhớ là Cole Gray nổ súng vào ngày thứ tư 4 tháng 9 lúc 10 giờ 20 phút. Thì bà Annie Brown này đó, bà nói là trước đó bà Marcy Brown là mẹ ruột của Cole Gray đã gọi cho bà và nói là bà Marcy đã gọi cho nhà trường. Và bà Annie Brown bà show ra được cho tờ Washington Post cái giống như trên cái phone chúng ta có cái call log, thưa quý vị, là có ai gọi ra lúc mấy giờ mấy giờ. Thì hình như là hai chị em này mở chung cái đường dây điện thoại với nhau, cho nên là họ, mà bà Annie Gray bà có cái record này. Thì bà show ra được và cái cho thấy là thật sự cái số phone của bà Marcy Gray đó gọi cho số phone của nhà trường, và cái cú phone đó nó kéo dài trong 10 phút đồng hồ. Thì bà Marcy Gray, bây giờ đây là cái câu chuyện mà bà em này bà kể lại, bà Annie Brown bà nói Marcy Gray nói là bà đã gọi vào trong văn phòng của nhà trường và yêu cầu nói chuyện với một người counselor. Và bà Marcy Gray bà nói được với một người counselor thì bà nói là hãy đi tìm thằng con của bà liền ngay lập tức, bởi vì thằng con bà có vấn đề về tinh thần rất là nặng. Thì bà nói luôn là trước khi bà gọi cho nhà trường đó, bà Marcy Gray, là đứa con trai của bà đã text bà nhưng mà vỏn vẹn chỉ một câu, nói là con xin lỗi mẹ. Thì cái vấn đề tại sao bà nói bây giờ đó, báo chí họ giải thích là tại sao chỉ một cái câu text như vậy mà bà này lại cuống cuồng đi gọi cho nhà trường. Thì phía ông bà của Cole Gray đó, thưa quý vị, đó là bà nội hay bà ngoại gì đó tên là Deborah Pohamus, cũng xác nhận cái câu chuyện của bà Marcy Gray, nói là một tuần trước khi mà Cole Gray nổ súng thì phía gia đình đó đã thấy được là tinh thần của Cole Gray có vấn đề và đã liên lạc với một văn phòng bác sĩ tâm lý rồi, nhưng mà giống như là chắc kiểu lấy hẹn một tuần sau chuẩn bị đi trị liệu tâm lý chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trước khi trị liệu tâm lý đó thì phía gia đình này đã gọi vào trong nhà trường và cũng nói là tinh thần của Cole Gray có vấn đề. Nhưng mà cái cú phone những cái lần mà một tuần trước khi mà xảy ra nổ súng đó, thì bây giờ
phía gia đình cũng như là báo chí không có đề cập thêm là họ có yêu cầu nhà trường phải làm gì trong cái lúc mà trước khi cô Gray được chẩn đoán về đi điều trị tâm lý hay không thì họ không có nói. Và đặc biệt cái cú phone của bà Marcy Gray khoảng 30 phút trước khi mà cô Gray nổ súng đó thưa quý vị, thì bây giờ có những em học sinh trong cái lớp học đó và cô giáo họ xác nhận là sau khi bà school counselor đó bà nhận được cú phone, thật sự văn phòng đã cử một người nhưng mà bây giờ không biết cái người đó là giám hiệu hay là một cô giáo bình thường đi đến cái tiết học toán của cô Gray để mà tìm em này, tại vì sau khi có tên đó thì họ có thể tìm được cái schedule lớp của từng học sinh thì họ biết cái giờ này em này đang có cái tiết nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nhé. Chợ Tràm Chim trên đường Westminster trong khu chợ Sài Gòn là nơi lý tưởng để họp mặt bạn bè với các món tôm hùm xào đặc biệt, tôm nghêu, hào sò nướng, lẩu dê, món mới cá nướng da giòn thơm ngon không đối thủ. Cuối tuần tăng cường thêm món gà nướng lu. Đặc biệt, sốt hay party tray cho 10 người chỉ từ 220 đồng, tặng thêm khay trái cây tráng miệng hay 5 khay có luôn 5 pound lobster chỉ có 320 đồng, free delivery trong vòng 5 mai. Quý khách đến tiệm ăn trên 100 đồng sẽ được tặng một con cá nướng. Chợ Tràm Chim mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. 7149513194. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.